Mềm lắm à chị, thế ăn đi luôn thôi. Con này gọi là tập tiêu kiếm đôi đũa thôi. Đưa chị đôi đũa ra là hàng ngang ngang, đưa chị đôi đũa để chị nếm thử xem là chị đói quá rồi. Mày múc nước chấm đi. À vẫn còn sống hả chị? Chào Dũng à. Chào Dũng kìa, chị Thu chào Dũng kìa. Bố, bố, bố. Bố. Con ra gọi bố đi. Thôi múc nước chấm đi, thật đi mẹ. Con nào lắc đấy, đổ hết vào mồm đó cho nó uống chết mẹ ăn. Lắc vậy thật đi, càng lên ga. Thôi 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 thôi. Có ngày luôn phịt vào mặt đi, lại bẩn hết váy. Lắc lắc mẹ mày, bùn hết vào cái con sinh nhật mình lấy được. Để nó lại đi ăn đây rồi. Vậy anh Hân gọi. Nè, đứa về đây để cho rau xong đi đổ nấm nè. Đủ chưa? Còn thiếu cái hàng hàng đi đâu ấy? Mua ấy. Mua cái gì? Mua... Được rồi. Thêm phí để chị gái này. Mấy gắp thôi. Mấy cái này. Với tay ngắn quá. Chị Thu mua chi ở đâu ấy? Cũng ngon đấy chị ạ, mỗi tội hình như hơi sống sống, chắc là ý như kiểu mới muối ấy. Không phải rời nó lạnh đi. Mời cả nhà ăn nha. Kèm đấy ngon. Anh ít rất ít kiêng kèm mà kèm đấy anh ăn được. Thấy chị Thu cắt quá. Nó đang còn miếng khối. Ý mày bảo chị cắt không ra hồi gì. Đâu chị cắt đẹp quá. Con này đều nhất tình với mình luôn đi. Quên đồ ăn được. Làm gì có. Ở dưới bếp mày lấy đi. Ừ, đúng rồi, mày chủ nhà.